Và sau đây là lễ ngũ hành. Lễ ngũ hành gồm có ông cái già đứng con. Ông cái tượng trưng cho càn khôn vũ trụ, với nam nghệ sĩ Xuân Trúc thụ lễ. Già đứng con tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông, với nữ nghệ sĩ Kim Duyên, nữ nghệ sĩ Thu Nguyệt, nữ nghệ sĩ Thảo Tâm và nghệ sĩ ưu tú Tú Sương trình lễ.
cửu. Nhị nguyện nhất nguyện chiêu hà minh. Tam nguyện đức lệnh ông kinh giám tàng kỳ. Tử nguyện sắp hồn ấp hương lần khởi thình. Tử tôn hưng nghiệp vũ thuận phong điều. Đặng nữ nam nghệ sĩ toàn đoàn đọc kính bái giọng tiền tử bái. Thank you.
nhân rài chầu hát diễn khai. Lễ kinh thành tâm thượng thọ. Dạ dạ, trước tiên xin kính chúc cho Đức Linh Thần Đình Thái Hưng được thiên cổ hiển giang, đính an cương thổ, thánh thiên ngưỡng mộ, phó hộ cho ba tánh lê dân. Một lễ tiếp theo, tôi xin kính chúc cho ông chấp sự cũng như toàn thể gia quyến được phước sanh phú quý, gia đường thạnh, lộc tấn vinh quang, tử tôn hưng. Và một lễ xin kính chúc cho ban khánh tiết cũng như toàn thể anh em hậu cần được bá niên hưng thịnh, thường nhật an khang, đắc phú quý về tay, dư tâm tuổi thọ. Và một lễ xin kính chúc cho tất cả quý mạnh thường quân, quý ân nhân của tất cả các nghệ sĩ được đa tài, đa lộc, đa phú quý, đắc thời, đắc thế, đắc nhân tâm. Và sau cùng xin kính chúc cho tất cả quý vị khán giả, quý bổn hội, bạn, tất cả mọi người gần xa đến đây, trước là chiêm bái lĩnh ông, sau nữa là dự buổi lễ xây chầu xem hát hôm nay, được bốn chữ: sĩ nông công thương. Sĩ thăng chức thăng quyền tấn chức, nông nghiệp gia tăng ruộng rẫy được mùa, công việc làm đắc quá thành công, thương mãi nghiệp mùa mai bán đắc, trăm năm còn bền chặt vì mỗi nước Việt ta, cầu cho khắp nơi mưa thuận gió hòa, Việt Nam độc lập nha nha an vui. Hoa, wow.